Trong video này, kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng xin giới thiệu đến quý vị hai cái lưu ý cực kỳ quan trọng trong cái phần chống thấm của căn nhà. Đó là cái phần tường vách sông có cái tôn đắp mí bên dưới. Các vị thấy có cái tôn đóng dìm giữa hai nhà đó, với lại cái hộp gen phía trên nóc của tòa nhà. Kênh Kho Tư Liệu Xây Dựng xin giới thiệu đến quý vị một cái sàn mái nhà có những cái chi tiết cũng rất là nhỏ thôi, nhưng mà cũng đặc biệt lưu ý trong cái việc thi công để sau này nó không bị thấm, bị dột. Đầu tiên thì tôi giới thiệu đến quý vị một cái bộ bàn ghế đá của công ty đấy. Một bàn ghế đá mà công ty tôi từng tặng cho gia chủ mỗi khi giao nhà. Và ở đây có một bộ cái nhà này xong rồi. Bên này cũng có một bộ, bên này cũng có một cái nhà. Nhà chúng tôi cũng thi công năm ngoái. Cái công ty cổ phần Chính Thắng. Ở đây cũng có một bộ công ty cổ phần Chính Thắng. Kết thúc một phút quảng cáo. Đây, tôi sẽ đi vào nội dung chính của cái video. Đó là những cái chi tiết nhỏ thôi, nhưng mà rất đáng chú ý ở trên cái mái nhà, như là cái bộ phận tiếp giáp với hàng xóm. Đầu tiên đó là mình nhắc đến cái vách sông đi. Vách sông tức là cái vách ngoài nè, vách ngoài của cái tòa nhà đó. Thì công ty chúng tôi thường những cái nhà tinh hiểm hay những cái nhà mà cái vách sông nó khuất á, thì chúng tôi sử dụng cái chất chống thấm Cova CT1A để lăn. Ở đây là chúng tôi lăn CT1A này, Cova CT1A. Ở cuối cái tường tiếp giáp với nhà chúng tôi đi trong với hàng xóm thì chúng tôi có đóng những cái tôn viền, gọi là cái tôn viền. Các vị thấy có cái tôn viền là có hai lớp, một lớp mới bên dưới, lớp mới nè, lớp này lớp mới, thì chúng tôi lòn phía dưới của lớp trên. Lớp trên hơi bẩn là do chúng tôi lúc chúng tôi xây tường á, thì chúng tôi sẽ đóng cái tô này vào cái phần gạch. Sau đó chúng tôi tô cái phần tường giáp xuống cái tôn, thì sau đó nước sẽ rớt này, nó sẽ rớt xuống cái tôn và nó chùi ra cái mái nhà hàng xóm, tức là cái mái tôn nhà bên này. Thì nước nó sẽ không lọt được vào và lọt vô cái khe giữa nhà mình và nhà hàng xóm, gây ra cái hiện tượng là thấm giữa hai nhà. Thì nhà nào cũng bị thấm luôn chứ không riêng gì nhà mình. Nói gì thấy cái mái nó sẽ chạy thẳng và có cái khe sẽ đứng luôn, sẽ đứng vẫn đóng luôn để nước nó không bị tật ngang vào. Đó là chúng tôi xử lý cái vách sông hay gọi là vách ngoài của tòa nhà. Nó tương tự thì ta sẽ đi vào cái vách bên này để quý vị nhìn thấy rõ. Cái bên này thì đang thi công cái phần sắt rồi nên khó thấy được. Tôi cố gắng tôi leo ra. Đây cũng là một cái nhà chúng tôi thi công này, công ty cổ phần Chính Thắng này. Đó thì cái phần tiếp giáp giữa cái khối nhà chúng tôi và cái nhà hàng xóm, chúng tôi cũng đóng một cái tôn chìm thẳng từ trước ra sau để ngăn cái nước mưa nó không có lọt xuống giữa khe tiếp giáp giữa hai nhà. Đó, quý vị thấy không? Đó cũng là một cái nhà chúng tôi thi công vào năm ngoái. Đó là cái chi tiết thứ nhất, là chi tiết tránh bị thấm dột giữa hai nhà. Đây cũng là một chi tiết cực kỳ quan trọng nữa, đó là cái phần ống ga máy lạnh á. Cái phần ống ga máy lạnh là sau từ cái hộp gen này, này là cái hộp gen. Hộp gen tức là cái hộp mà ống nước, ống điện chúng ta thi công á, từ tòa nhà để chúng ta đi lên trên mái để tiếp nối vào những cái hệ thống như là cục nóng máy lạnh chúng ta cũng sẽ đặt ở trên mái nhà, cũng như là bồn nước nóng năng lượng mặt trời hay là bồn nước lạnh. Này là bồn nước lạnh này, bồn nước nóng là chưa được lắp đặt. Này, ống nó được chờ từ toilet lên
hai ống điện để chúng ta kết nối vào những hệ thống như là năng lượng mặt trời, hệ thống năng lượng mặt trời nè, pin mặt trời á. Đây là những cái ống của phao phao điện á, phao để điều khiển cái máy bơm ở dưới trệt. Vân vân. Rất là nhiều. Đây là cái ống nước nóng năng lượng mặt trời này, chúng ta sẽ đấu vào cái hệ thống nước nóng năng lượng mặt trời. Này là những cái ống ga của những cái máy lạnh tòa nhà được quấn bó ôn rất là kỹ. Ống bó ôn nè, sau khi chúng ta sẽ lắp một móng máy lạnh thì sẽ lắp đó. Cái quan trọng nhất là cái này đó, thường thì chúng ta sẽ chụp thẳng ra ống bó ôn luôn, thì cái ống bó ôn là sau nhiều năm nó sẽ mọc đâu sâu nên nó cũng sẽ bị mọc đó. Nên là chúng ta có cái ống này, ống 114 nè, D114 nè, quý vị thấy rõ không? D114 bình minh. Đó. Cái một ống nè, cái này là một ống thì chúng ta sử dụng cái ống 90, ống 90. Còn cái này hai ống đến ba ống nè, hai ống này nè, thì chúng ta sử dụng ống 114 để chúng ta làm cái lơi đá xuống để nước mưa đó, nước mưa rớt xuống này thì nó không bị lọt vào cái hộp gen, mà sẽ chùi theo cái ống này nó đi ra. Nó không rớt chụp ra, nó thì thấm, sau rồi thấm xuống cái trần toilet. Hai cái này rất là quan trọng trong cái tòa nhà. Còn cái nền thì chúng tôi thường mái nhà chúng tôi cũng lắp gạch hết rồi, chứ tôi không có cán để chống thấm bình thường. Mà sau chúng tôi cán chống thấm kỹ lưỡng, các lớp thì chúng tôi cũng lắp gạch luôn, lắp gạch luôn cho nó bảo đảm, lắp gạch và chà tôn kỹ luôn. Tết mình thật thấm cái mái nhà sau này. Phần này là cái bồn nước thôi. Bồn nước thì chúng tôi làm những cái hệ thống sát cao và để bữa nước nó có thể tràn tự nhiên qua cái hệ thống nước nóng mình trào. Bồn nước thì có cái cầu thang nó lên thăm bồn. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video giới thiệu về hai cái phần rất là quan trọng của cái một cái tòa nhà liên quan đến thấm dột rất là mệt sau này chúng ta sử dụng. Đó là cái tôn diện tiếp xúc giữa nhà mình và nhà hàng xóm, gây thấm giữa nhà mình với nhà hàng xóm, sau này trời mưa rất là nguy hiểm. Cái này chúng ta nên làm thật là kỹ như thế này. Và cái hộp gen thôi, hộp gen chúng ta cũng làm kỹ như thế này. Xây gạch lên ở trên này, chúng ta lắp gạch, gạch thôi, nếu gạch thưa á, chúng ta lát lên luôn. Cái ống này làm kỹ như thế này, tránh trường hợp nước nó đi vào. Đó, mấy cái ống này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi cái video của kho cái người xây dựng. Quý vị nhớ đăng ký kênh để đón nhận những video tiếp theo được kênh đăng lên ngày.